Không tiền không ai chống lưng, bạn hãy bắt đầu từ 3 việc sau. Trước khi bắt được cơ hội, hãy rèn luyện cho mình kỹ năng nghiệp vụ, bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề trước mắt, chủ động hơn trong công việc, đồng thời luôn giữ tâm thái ứng biến, nhanh nhẹn thích nghi với thời cuộc. Bất kể là ở giai đoạn nào, phần lớn vấn đề của người đi làm đều tập trung ở hai điểm. Một là kiếm quá ít, hai là không biết mình có thể làm gì, mình giỏi làm gì. Cá nhân tôi cũng đã phải đi không ít đường vòng, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Tôi phát hiện ra rằng, bạn có kế hoạch của bạn, ông trời cũng có kế hoạch khác cho bạn. Chỉ là ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nhận thấy những người không tiền không ai chống lưng mà làm được ba điều này, chí ít họ cũng sống không quá tệ, thậm chí muốn nghèo cũng khó. Điều thứ nhất, học một món nghề thực dụng. Trước đó tôi có đọc được một tin tức như thế này. Bà nội trợ 76 tuổi người Nhật gia nhập Starbucks ở Machida, Tokyo. Mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc, một bà cụ đã nhiều tuổi, rời xa môi trường làm việc đã nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, đồng thời hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc. Vì là một bà nội trợ đã lâu, nên bà Masako nhạy bén hơn trong việc để ý tới cảm xúc của khách hàng hơn những nhân viên trẻ khác. So với những người khác, kỹ năng dọn dẹp sắp xếp đâu ra đấy, làm sao để giảm thiểu tổn thất của bà thuần thục hơn. Vì vậy bà có thể thích ứng rất nhanh với công việc. Với phần lớn người bình thường mà nói, ai cũng phải dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm. Trong khi không ít người vừa phàn nàn lương quá thấp, ông chủ quá keo kiệt, vừa làm việc hơi hợt không ra đâu vào với đâu. Thứ chúng ta cần thực sự quan tâm không phải là bạn tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, bạn kiếm được bao nhiêu tỷ, mà là làm thế nào để có một món nghề thuần thục để kiếm sống. Vì vậy, bạn cần rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng cơ bản. Trước tiên, hãy để bản thân đạt 60 điểm, sau đó hãy để những thay đổi về lượng tạo ra những thay đổi về chất. Tony, tác giả nhiều cuốn sách được yêu thích, đã tâm sự: ngày xưa lúc vừa ra trường, trong thời gian đi làm việc ở tập đoàn Nhật, Tony có tranh thủ đi học rất nhiều chứng chỉ nghề, học vào cuối tuần, thậm chí lấy hết phép năm để đi học. Vì yêu thích ngành ăn uống, nên Tony có tham dự hai khóa, một là đào tạo nhân viên pha chế cà phê, hai là đào tạo phụ bếp Âu. Với chứng chỉ này và tiếng Anh tốt, mình có thể đi làm thêm ở bất cứ thành phố lớn nào. Phải có một cái nghề, chứ quản trị kinh doanh thì khó xin việc lắm. Mới 18 tuổi, biết gì mà quản người khác, trị người khác. Bản thân còn chưa quản chưa trị được nữa là... Còn ngửa tay xin tiền cha mẹ mà ở đó tư duy chiến lược, sắp xếp nguồn nhân lực, phong cách lãnh đạo, tầm nhìn, giá trị cốt, giá trị lõi. Nên có một cái nghề trong tay, càng kỹ thuật càng tốt. Lỡ học cái nghề kinh doanh mơ hồ thì phải đi học thêm một cái nghề nào đó để có thể tự sinh sống được. Một kỹ năng chắc tay đáp ứng nhu cầu thị trường có thể giải quyết ít nhất 70% vấn đề. Điều thứ hai, đừng lo lắng vì những chuyện quá xa vời. Tôi thường nhận được những câu hỏi na ná nhau từ khán giả của mình rằng: làm sao để tìm được một công việc tốt? Làm sao để nói chuyện tăng lương với lãnh đạo? Sau này nếu không mua được nhà thì phải làm sao? Tôi luôn thấy rất tự ti, sau này không tìm được bạn gái thì phải làm sao? Một mặt thì cứ hy vọng vừa lập kế hoạch là phải thành công luôn, một bên lại cứ luôn nghĩ tới những khó khăn trùng trùng rồi chùn bước. Điều này dẫn tới hệ quả gì? Đó là ở trong trạng thái lo âu trong một thời gian dài. Inamori Kazuo trong cuốn Cách sống của mình từng bày tỏ một quan điểm như thế này: làm tốt những việc trong tầm tay, bạn sẽ biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Là bậc thầy về quản lý, câu nói mà Kazuo nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách là làm việc chăm chỉ, làm việc chăm chỉ hơn. Cứ một chút lại nhắc lại, tôi đề nghị bạn cố gắng hết sức làm tốt công việc trước mắt, hãy không ngừng làm việc chăm chỉ. Nếu bạn làm được điều này, con đường phía trước của bạn chắc chắn sẽ rộng mở. Nghe giống bát súp gà trong tâm hồn quá nhỉ, nhưng trên thực tế, chính Kazuo cũng áp dụng cách này với chính mình. Con đường trưởng thành của chúng ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều khó khăn và áp lực. Cũng giống như chạy 10.000 mét, chắc chắn là rất khó và mệt, nhưng có một phương pháp giải quyết rất tuyệt vời như thế này. Hãy cứ lừa mình chạy 1.000 mét trước, sau đó lại lừa mình chạy tiếp 1.000 mét nữa. Chia nhỏ nhiệm vụ ra, giải quyết vấn đề trước mắt trước, gặp rắc rối thì giải quyết rắc rối.
Dần dần, bạn sẽ tìm được đáp án trong quá trình ấy lúc nào không hay. Điều thứ ba là chủ động xuất kích. Sếp nói với nhân viên, em tìm hiểu giúp anh thông tin cụ thể về công ty này nhé. Đại loại như tên công ty, năm thành lập và lĩnh vực hoạt động này nọ nhé. Nhân viên A trả lời, dạ đây là công ty ABC, thành lập năm 2016 và lĩnh vực là phân phối đó anh, em cũng thấy khá tiềm năng. Sếp hỏi lại nhân viên, còn gì nữa không em? Nhân viên A trả lời, dạ anh cần thông tin gì khác không anh? Do lúc nãy anh bảo em tìm có ba cái này à? Sau khi đọc đoạn hội thoại trên, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Nhân viên A còn quá non nớt hay vị sếp này giao việc không rõ ràng? Chưa bàn đến vấn đề cấp trên giao việc như thế nào, nếu như ngay từ đầu nhân viên này chủ động làm rõ thông tin được dùng với mục đích gì, thì tình huống có lẽ sẽ thay đổi, công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ gặp phải vấn đề người khác đưa cho mình một yêu cầu rất mơ hồ. Việc của bạn là chủ động xác nhận thông tin lại rõ ràng, hay mạnh mẽ hơn là chủ động nói chuyện với người đó để những công việc sau này được trở nên thật sự hiệu quả. Trên thực tế, không ai có nghĩa vụ phải chỉ tận tay dây tận trán công việc cho bạn cả. Bạn muốn có cơ hội, bạn phải chủ động đi giành lấy. Chủ động ở đây bao gồm hai điểm. Một là chủ động làm việc. Trong công việc, một cá nhân chủ động là người luôn cố gắng làm những công việc mặc dù không được nói hay được bàn giao, miễn là nó phục vụ cho mục đích chung của cả đội hay của cả công ty. Đó có thể là việc chủ động xác nhận thông tin hay đề xuất ý tưởng mới. Sự chủ động không đơn giản chỉ để tạo ấn tượng với cấp trên, mà còn có thể giúp bạn khai thác được những kiến thức mới, giải quyết được những vấn đề khó khăn hơn. Điều thứ hai là chủ động học hỏi. Không ít người có tâm thái như thế này, chỉ muốn ai đó chủ động cầm tay chỉ việc cho mình, hoặc là cho rằng việc thỉnh giáo người khác là xấu hổ. Nhưng bạn có biết không, phần lớn những vấn đề mà bạn gặp phải, người khác đều đã trải qua rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể mô phỏng lại phương thức và con đường của họ để khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với mình. Hà cớ gì cứ thích tự dẫm vào hố mới chịu. Lấy chân kinh từ đồng nghiệp là phương thức nhanh chóng nhất để đắc đạo ở nơi làm việc mới. Và lại, thỉnh giáo người khác cũng là một hình thức giao lưu. Quan hệ hợp tác được hình thành trên cơ sở tôi giúp anh giúp tôi. Thế giới có biến đổi ra sao, cơ hội và đầu gió vẫn luôn tồn tại, chỉ là có người nhìn mà không thấy, bỏ lỡ hết lần này tới lần khác. Trong khi có những người ra gió một lần thôi là tỉnh, có thể nhanh chóng chạy theo thời thế, nhanh chóng thích ứng. Vì vậy, trước khi bắt được cơ hội, hãy rèn luyện cho mình những kỹ năng trên. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mình xin chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có những phút giây thật sự thoải mái và hạnh phúc bên người thân yêu. Hãy để lại comment dưới bài viết mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất, và những đóng góp của các bạn sẽ giúp mình không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Và thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi tối tiếp theo.